Bạn thân mến, hoài niệm cũ như những mảng rêu bám trên một bức tường cũ kỹ. Nếu bạn cứ cố chấp không chịu bước qua phía bên kia bức tường, thì làm sao bạn tìm thấy hạnh phúc mới? Dũng cảm vượt qua bức tường quá khứ, bạn sẽ tìm thấy một người sẵn sàng cùng bạn viết tiếp những hoài niệm mới. Trong chương trình của tuần này, mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn Để anh cùng em viết tiếp những hoài niệm được gửi đến từ bạn Trang Anh. Nhi thoáng nhìn bức tường phía bên ngoài ô cửa kính, những con kiến đang dàn hàng xây tổ và những đám rêu xanh rời rạc thành từng mảng, bám chặt trên bức tường ẩm mốc meo. Bức tường cố vững chãi giữa cơn nắng vàng hanh khô của ngày hạ vắng. Bao sinh vật lấy bức tường cũ kỹ ấy làm nguồn sống của chúng. Mà kể cũng phải, điều gì càng cũ kỹ thì lại càng có sức sống dai dẳng mãnh liệt. Mèo đen xà vào lòng cô. Cái đầu nó bắt đầu rúi rúi xuống cừu tay cô đòi vuốt ve. Lồng nó đen tuyền và đôi mắt tròn xoe màu xanh biếc. Mèo đen của cô hay kêu vô cớ và hay giận dữ vô cớ. Bác hàng xóm nhiều lần cằn nhằn về tiếng kêu của nó rất ghê rợn, rằng mèo đen thường hóa cáo và khuyên cô nên đưa nó vào trạm cứu trợ chó mèo. Cô mới đầu nghe thấy cũng khó chịu, nhưng hiểu bác muốn tốt cho mình nên chỉ cười đáp, cháu quen hơi của nó rồi. Phải, mèo đen chẳng hề ngoan hiền và luôn ưa nịnh nọt, nhưng cô yêu điều ấy. Em lại để mèo đen cao. Khánh chau mày nhìn phía cánh tay phải của Nhi, đã có thêm vài vết cào mới trên cổ tay đầy sẹo. Khánh là bác sĩ thú y, anh mở phòng khám cách khu tập thể cũ 2 ngã 4. Nhi đáp lời Khánh bằng giọng buồn thiu. Đêm qua mèo đen không ngủ anh ạ, nó gru gru cả đêm, em sợ nó bỏ đi mất. Người ta bảo mèo đen thường bỏ đi khi nó bắt đầu có dấu hiệu giận dữ. Nghe anh nói này, dù em có thương hay rất thương nó đi chăng nữa, nhưng đừng để nó khiến em bị thương. Tiêm phòng đầy đủ cũng không chắc chắn rằng nó sẽ không truyền bệnh cho con người. Nhi không đếm được đây là vết thương thứ bao nhiêu mèo đen dành cho cô kể từ ngày Lâm đi. Những vết cào cắn hằn lên da thịt cô hàng đêm khi mèo đen giật mình thức giấc. Mỗi lần nhìn thấy mèo đen hoảng sợ, cô lại ôm nó chặt vào lòng để mặc nó dùng sức cắn chặt lấy cổ tay nhỏ bé của cô. Mèo đen hiền từ nằm yên trên chiếc cân phẳng 6 kg. Khánh chạm vào mấy tảng mỡ dày cộp dưới bụng của mèo đen, lắc đầu. Em phải giảm cân cho mèo đen thôi. Cái bụng bánh mì của nó mỗi lúc thêm phệ xuống, không tốt cho sức khỏe chút nào. Thay đổi thức ăn và dắt mèo đen đi dạo bộ ra ngoài thường xuyên, em nghe không? Mèo đen chỉ thích ăn thịt bò và em không dám để nó ra ngoài. Em sợ mèo đen sẽ đi lạc khỏi em. Dù em dắt mèo đen ra ngoài, thì em vẫn luôn ở sát cạnh mà. Chú ý cẩn thận một chút là được. Nếu em lo quá thì hôm nào gọi anh đi cùng, anh sẽ để mắt tới mèo đen cùng em. Vâng. À, hôm nay em để mèo đen ở đây nhé. Em có chút việc bận nên không dắt theo được. Thịt em để trong tủ lạnh rồi, anh nhớ cho vô lò vi sóng quay lại rồi cho mèo đen ăn giúp em. Em dặn anh tới mức anh thuộc lòng luôn đó Nhi. Khánh vuốt về bộ lông đen mượt óng của mèo đen khi Nhi vừa đi khỏi. Đôi mắt nó lim dim hiền lành hơn hẳn lúc nó mở to tròn nhìn xung quanh. Mèo đen không kêu nữa, lẳng lặng cuộn tròn người rồi ngủ im trên chiếc đệm nhỏ xinh. Nhi kéo rèm cửa sổ, mùa đông đã về trên bức tường xám xịt bởi đám rêu chết rũ và những mảng đất khô khốc vón cục lỗ mỗ của đám kiến hoang. Bác hàng xóm bảo rằng bên phường sắp phá bức tường này đi, rồi làm những thanh rào sắt và dàn hoa để tạo không gian xanh cho khu. Nghe đâu bức tường còn được xây dựng trước cả tòa nhà này, người ta sợ nó không còn trụ được trước những cơn giông bão của mùa hè năm sau. Trận bão hồi tháng 8 đã xô đổ mất một phần của bức tường dài. Cô đưa mắt nhìn về phía đoạn bị đổ, người ta xây tạm bợ những viên gạch đỏ đất nung rồi chát chít qua loa. Sự vá víu khiến cho bức tường như một bức tranh thảm họa và đầy bi kịch. Giữa những cái cũ mốc meo của quá khứ, màu đỏ loè loẹt được người ta tô lên, nòm thật kịch cỡm và khôi hài. Ngày đông lạnh, mèo đen có vẻ thích điệu đàng hơn thì phải. Nhi đã sắm cho nó một chiếc mũ đỏ chói để nó có thể đội vào đêm Giáng sinh. Mấy đôi bít tất đủ tông màu sành điệu, thêm với đó là những cánh áo mới và một chiếc lắc chân nhỏ. Uầy, sao nhìn nó như con vẹt nhiều màu thế này? Khánh thốt lên khi nhìn thấy mèo đen từ từ chui ra khỏi chiếc giỏ. Nhi nheo đôi mắt híp, khuôn mặt cô vẽ rõ những hình hài của hạnh phúc, tủm tỉm đáp.
Em thích vậy, mỗi chiếc chân là mỗi chiếc tất khác màu nhau, dĩ nhiên áo không thể trùng màu với mũ, và mũ cũng không được trùng màu với tất. Khánh nhận rõ sự trẻ con trong câu trả lời của cô, anh cũng không có ý bắt bẻ thêm. Thôi em thấy đẹp là được, mà dạo này anh không còn thấy em đi làm qua đây. Em xin nghỉ rồi, công việc áp lực quá, em nghĩ đã đến lúc em dừng lại công việc một thời gian. Em có muốn làm thư ký cho anh không? Khánh buông thõng một câu nói khá vu vơ, rồi tự anh đang chờ đợi một điều gì đó kỳ quặc lắm. Anh lại đùa em rồi, phòng khám của anh có mỗi em là hay lui tới, khu này có mấy ai nuôi động vật đâu. À mà nghe nói người ta sắp cấm nuôi động vật luôn anh ạ. Người dân rất thú cưng cho chúng phòng uế bừa bãi nên họ sẽ cấm thì phải. Còn mèo đen, em định gửi cho trạm cứu trợ chó mèo sao? Không, em sẽ chuyển đi. Chuyển đi? Em định đi đâu? Khánh hơi lên giọng khi hỏi Nhi. Điều đó làm cô khá ngạc nhiên mà bất giác ngước nhìn anh. Khuôn mặt anh lốm đốm những vết tàn nhang. Đôi mắt anh nhìn cô tỏ rõ vẻ khó hiểu. Mà cũng lạ, dù cô với anh làm bạn với nhau được một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn trực diện anh. Và còn nhìn kỹ khuôn mặt góc cạnh to lớn ấy, cô mỉm cười. Em sẽ về ngoại ô và sống với nội. Ở đó cũng có bức tường cao mốc meo và ô cửa kính vỡ được bịt chặt bởi những mảnh áo cũ của nội. Mèo đen sẽ không thấy bỡ ngỡ, ngày ngày vẫn có thể ngắm mọi thứ cùng với em. Em sẽ viết những mẩu chuyện nhỏ về mèo đen bên ô cửa kính vỡ toác. Cứ như vậy qua ngày cho đến khi em tiêu hết tiền tiết kiệm. À mà anh chắc phải dẹp tiệm này đi mất, anh định kinh doanh gì tiếp đây? Cũng chưa biết được. Anh cũng không quan tâm lắm. Biết đâu anh cũng bỏ đến nơi nào đó như em. Em cũng đã từng muốn đi rất xa, nhưng rồi nơi này nhiều kỷ niệm quá, nên chẳng nỡ rời bỏ. Anh có nhìn thấy đám rêu xanh trên bức tường bọc quanh khu tập thể em sống không? Chúng xanh mờn vào những ngày hạ chói nhất và chết rũ giữa những cơn gió lạnh ào về. Nhưng chưa một lần chúng rời bỏ bức tường ấy. Bác hàng xóm bảo em rằng qua Tết họ sẽ phá bức tường ấy đi, xây lên hàng rào mới. Em nghĩ lúc ấy em sẽ chuyển đi. Khánh lặng yên, những câu nói của Nhi khiến anh thấy hẫng. Nhi vẫn vuốt ve mèo đen, vẫn để mái đầu của nó gối lên cằm cô mà xoa xoa cái bụng mỡ tròn lẳn. Khánh nhìn bức tường cũ kỹ qua lớp kính phủ bụi. Mùa đông, bức tường trông khô rạc và gầy hơn hẳn. Đám rêu mốc đen khiến bức tường thêm cũ kỹ. Anh đã từng rất muốn người ta dỡ bức tường ấy đi để Nhi có thể đi ra khỏi đám cảm xúc của quá khứ. Nhưng thật chẳng ngờ cô sẽ rời đi, sẽ tìm một bức tường khác, ở một nơi khác hoàn toàn không có anh tồn tại. Tình cảm của anh luôn cứng đơ và câm nín trước hoài ức của cô. Anh luôn nghe thấy tiếng Nhi khóc nấc lên khi bị mèo đen ngoạm chặt lấy cổ tay. Anh luôn nghe cuộc sống của cô ấy từ phía bức tường không có khả năng cách âm. Nhi không biết anh ở gần cô đến thế. Những điều cô biết về anh là một chàng trai tốt bụng, giúp cô chăm sóc mèo đen khi cô bận. Một người chịu lắng nghe cô nói từng mẩu chuyện vụn vặt. Họ thật lạ lùng. Một người cứ bám riết những hoài niệm bên bức tường cũ mốc meo, một người lại câm nín lắng nghe người kia đắm chìm trong quá khứ. Khi anh đủ can đảm để phá vỡ ranh giới, cô lại tiếp tục đi tìm một bức tường khác. Anh cứ ngỡ mèo đen là sợi dây gắn kết duy nhất giữa cô và anh, nhưng không phải vậy. Mèo đen chỉ là cái cớ để anh được gặp cô mỗi ngày. Khánh ra ngoài, chiếc cửa sắt han rỉ phát ra âm thanh không mấy mịn tai chút nào. Chào cậu, lâu lâu mới thấy cậu xuất hiện. Khánh quay người, đưa mắt nhìn bó hoa nhỏ trong tay người đàn bà quá phụ. Vâng, cháu chào bác. Bác vừa đi chợ về ạ? Tôi đi thể dục. Thấy gánh hàng rong bán cúc họa mi đẹp quá nên tôi mua về ấy mà. Tôi cũng vừa gặp cô Nhi xong. Cô cũng mua một bó to lắm. Cậu chắc chưa gặp con bé bao giờ nhỉ? Cô sống cạnh phòng cậu đây này. Vâng, cháu cũng có gặp vài ba lần bác ạ. Con bé xinh đáo để, lại ngoan, tôi quý nó lắm. Kể cũng tội, ngày trước cô với cậu Lâm cùng sống ở đây. Hai bên gia đình dạm ngõ, chụp ảnh cưới xong xuôi hết cả, chỉ còn chờ ngày kết hôn. Nhưng rồi cậu ấy bị tai nạn và ra đi mãi. Cô sống như vậy cho tới giờ, không gặp gỡ thêm ai, tối ngày đều lủi thủi một mình với con mèo. Hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy, có lẽ cô sẽ buồn lắm đây. Khánh lặng im, anh nghe đâu đó tiếng khóc của Nhi vọng lại xen giữa những tiếng nấc cụt ngùn không ngừng. Thanh âm ấy làm tim anh đau nhói. Anh lái xe đi lòng vòng chỉ vì muốn nhìn thấy Nhi.
Anh tấp xe vào phía lề đường, Nhi đang lùi húi gỡ lấy từng khóm hoa nhỏ bị mắc kẹt trong chiếc giỏ mây đan thưa. Mèo đen ngú ngoài cái đuôi, cứ dúi đầu xuống chân cô đòi nũng nịu. Cô ôm mèo đen vào lòng, vỗ về tấm lưng cong và cái bụng sệ xuống của nó. Mắt cô buồn trũng trong làn nước. Đợi tới khi cô vào trong, anh cũng lái xe bỏ đi. Nhi thức dậy trên mặt bàn lạnh toát, đầu cô ong ong. Trời đã tối và những đợt gió mùa cuối mang theo cơn mưa phùn lạnh ướt hắt vào phía ô cửa vỡ. Nhi cố mở mắt gọi tìm mèo đen trong căn phòng yên ắng, với vài ba thứ ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn cao áp ngoài đường hắt vào. Cô tìm khắp nơi trong căn phòng chật hẹp, nhưng mèo đen không có ở đây. Phía ô cửa kính vỡ, mảnh rẻ đã bị gió cuốn đi mất, mưa hắt vào mỗi lúc một nhiều thêm. Cô như nhận ra, vội vàng chạy miết đi tìm kiếm. Cô leo rất nhiều bậc cầu thang, những dãy hành lang lẳng lặng trong đêm khuya, những dãy phố chạy dài trong cơn mưa dai dẳng giao mùa. Tiếng gọi meo meo cứ nhỏ dần, rồi tắt hẳn để nhường chỗ cho thanh âm của mưa. Mèo đen đi loanh quanh chỗ cô nằm, cái lưỡi phớt hồng của nó liếm liếm lấy một bên gò má của Nhi đầy thô ráp để gọi cô tỉnh dậy. Nhi trở dậy, loay hoay mở mắt, hơi thuốc vẫn còn sót lại nhiều làm cô choáng váng. Nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mèo đen đang ngơ ngác nhìn cô đòi được ngủ. Bộ mặt buồn thiu và đôi mắt nhắm hờ hững của nó trông thật tội nghiệp. Cô ôm choàng nó vào lòng, ghì nó thật chặt. Mèo đen hư, em có biết chị sợ thế nào không hả? Nhi khóc, khuôn mặt cô vừa giận dỗi, vừa tủi hờn, xen lẫn một chút vui khó tả. Em tỉnh rồi à? Giọng ồm ồm của Khánh cắt ngang tiếng nấc cụt của cô. Đôi mắt cô đẫm nước, nhìn anh một ánh nhìn biết ơn. Mèo đen vẫn ở bên em anh ạ, em cứ ngỡ nó bỏ em đi mãi rồi. Khánh vuốt mấy lọn tóc vàng rối của Nhi, tay anh chạm lên khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì khóc mà lau đi những giọt nước lan dài. Anh vỗ về cô. Mèo đen đã bao giờ bỏ em đi đâu. Mấy hôm trước em ốm sợ lây cho mèo đen, nên đem nó sang nhờ anh chăm hộ. Mà lần sau, có chuyện gì cũng phải gọi điện cho anh trước tiên. Đêm hôm mưa gió, em ngất ở giữa đường nhỡ có chuyện gì thì sao? Nhi chợt nhớ lại mọi chuyện. Thì ra, khi Lâm vẫy tay tạm biệt cô trong giấc mơ lúc cô mê man vì sốt, đã làm cô hoảng sợ. Cô sợ cả mèo đen cũng bỏ cô ở lại một mình. Em đãng trí quá. Anh đi lấy thuốc về tới ngã tư, đã thấy em ngất trên vỉa hè. Người em lạnh toát, hơi thở yếu ớt. Lúc đó em có biết anh sợ thế nào không? Anh đã rất sợ mất em có hiểu không? Nhi lúng túng trước câu nói cáu kỉnh của Khánh, mãi lâu sau cô mới đáp lại lời anh. Em không sao rồi mà. Anh đã nghe chuyện của em rồi Nhi. Nếu Lâm còn sống, cậu ấy có lẽ sẽ không muốn nhìn thấy em như vậy. Nhi không ngừng mặt lên nhìn anh, cô tỏ rõ vẻ lảng tránh. Anh vừa nói gì vậy? Khánh nhìn cô một ánh nhìn dịu dàng, anh nâng khuôn mặt cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ mọng của cô. Em và Lâm đã gặp nhau để được hạnh phúc. Lâm có lẽ cũng chỉ muốn em được hạnh phúc, dù chuyện gì xảy ra. Anh đừng nói nữa mà. Quên chuyện quá khứ đi, anh luôn ở bên em mà. Nhi lắc đầu, cô gạt tay anh ra, đôi vai cô run lên bần bật. Em không làm được, em sợ anh ấy sẽ cô đơn. Lâm luôn xuất hiện như thể anh ấy chưa từng rời xa em vậy. Em biết em cứng đầu, em biết mèo đen không phải là Lâm. Đêm ấy em hiểu rất rõ thứ mà em đi tìm không phải là mèo đen, mà chính là Lâm. Em chỉ biết đi theo anh ấy. Em không chỉ cứng đầu mà còn ngốc nghếch nữa. Em thương Lâm và thương quá khứ của chính mình. Em không muốn bỏ rơi tất cả những điều cũ kỵ ấy. Nhưng em đã quên mất rằng mình đang ở hiện tại, còn Lâm không thuộc về thế giới này. Em vẫn phải sống cuộc đời của mình. Em nghĩ mình cứ sống thế này thêm bao lâu? Nhi không trả lời anh, cô im lặng. Căn phòng trở lên yên ắng hẳn sau khi Khánh rời đi. Mèo đen cũng chẳng buồn quấy cô, nó kiếm một góc nhỏ trên chiếc giường bé xíu và ngủ say giấc. Ngoài ô cửa bệnh viện, trời chênh chao mưa, không vội vàng, không thúc giục, cứ lất phất từng hạt li ti bám theo gót chân người. Cuối cùng thì người ta cũng phá đi bức tường mốc meo ấy, phía ngoài khu tập thể ngổn ngang sắt thép, xi măng và tiếng ồn. Khánh sửa sang lại quán để mở tiệm hoa, anh vẫn lui về căn tập thể cũ và vẫn nhìn về phía bức tường ngăn cách giữa phòng anh và phòng của Nhi.
anh nghĩ mình sẽ đợi cô, chỉ cần cô ấy chịu chạy về phía anh và bỏ lại những mảng ký ức đó. Nhi cũng đã chuyển đi, mỗi ngày cô đều ngồi thu mình bên ô cửa sổ vỡ, học thêu thùa, đan vá. Mèo đen luôn nằm im trong lòng cô, ngủ phì phò. Từ ngày về nhà nội, mèo đen giảm cân và ngoan hơn hẳn, không còn tiếng gru gru của nó trong đêm khuya, tay cô vì thế cũng không còn thêm vết thương nào nữa. Cô không còn mơ về Lâm hàng đêm trong nước mắt, cuộc sống có lẽ cũng nhẹ nhàng hơn. Những gì của quá khứ cứ lẳng lặng được cất đi khi cô chịu thừa nhận và chịu chấp nhận. Nội gõ cửa phòng cô, dúi vào lòng cô khóm cúc họa mi đã được sấy khô. Nội bảo ai đó gửi cho cô nhưng nó bị kẹt lại ở bưu điện nên giờ họ mới đưa tới. Nhi gỡ tờ giấy được cuộn nếp cẩn thận. Cô gỡ nó ra, chăm chú đọc, rồi cô mỉm cười. Một cảm xúc rất lạ khẽ len vào tim cô từng đợt, những nhịp đập nhẹ nhàng. Mảnh giấy nhỏ ấy là những dòng viết tay của Khánh. Nếu em đồng ý, anh muốn là người viết nốt những hoài niệm cuối cùng cho cuộc đời em. Mùa thu, mùa của những cơn gió heo mây và hương hoa sữa ngọt ngào. Mùa thu là để yêu, để nhớ, đâu phải để chia ly. Giữa một cuộc sống đầy bận rộn, lo toan, mệt mỏi, có người đã chọn rời xa để tình yêu không trở nên ngột ngạt. Liệu mùa thu có mang yêu thương về lại với yêu thương? Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe chuyện ngắn Anh sẽ cùng em đi qua những mùa thu được gửi tới từ tác giả Cua Đá. Những con phố dài xao xác hơi may, lá vàng rụng trải đầy mặt đường. Tiếng lá xào xạc đang gọi mùa thu đến. Cô bước từng bước thật chậm để cảm nhận thu sớm. Cũng hơn một năm rồi cô mới để cho tâm hồn mình thư thái, nhẹ nhàng đến như vậy để cảm nhận cuộc sống xung quanh. Thành phố này trước còn xa lạ với cô và giờ có lẽ nó vẫn còn xa lạ khi cô luôn khép lòng, luôn nhắm mắt trước những chảy trôi của cuộc sống. Cô cuốn mình theo công việc, mặc lòng trôi đi để quên quá khứ, để quên một người, nhưng nỗi buồn, nỗi cô đơn lại luôn ở lại bên cô. Một năm trước, cô, một người luôn vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết, tình yêu của cô với Hải Đăng càng khiến cô tin rằng cuộc đời này là đáng sống và dành cho mình. Không ai trả lời được tình yêu từ đâu đến và tương lai nó sẽ thế nào. Chỉ biết rằng khi sống trong tình yêu, con người ta cảm thấy trái tim hạnh phúc và bình yên là đủ rồi. Nhiều khi cô nghĩ lại cái duyên mà ông trời đã xe cho hai người rồi mỉm cười. Trưa nắng hè, cô vội ra bãi đậu xe. Đầu dây bên kia vẫn là giọng lanh lảnh của cô bạn cuống lên giục cô nhanh đến. Ừ thế nhé, mình sẽ tới chỗ cậu ngay. Tay vẫn cầm điện thoại, cô vừa chạy đến bãi đỗ xe vừa la hét. Anh kia, anh đang làm gì thế? Ban ngày ban mặt sao lại dắt xe máy của tôi? Anh quay lại, gương mặt lúng túng. Đây là xe của em tôi mà. Xe nào chứ? Anh đừng làm bộ làm tịch khi bị bắt tại trận thế này. Cô nói gì vậy? Anh còn hỏi tôi nói gì à? Đây là xe của tôi, sao anh lại loay hoay mở khóa? Nhìn anh đâu đến nỗi sao lại làm việc xấu hổ đó? Cô bảo sao? Sao cơ? Ý cô là tôi trộm xe của cô à? Còn không? Tôi có chìa khóa đây. Ấy ra lại còn có cả chìa khóa nữa. Anh còn bảo không trộm nữa không? Thật là mặt dày. Cô... Giữa trưa hè nắng như thiêu như đốt, hai gương mặt nóng bừng bừng như mặt trời nhìn nhau trong sự giận dữ, bực tức. Anh ơi, sao còn chưa đi vậy? Xe của em bên này cơ mà. Hải Đăng quay ra khi nghe thấy tiếng cậu em gọi. Anh ngước giá bây giờ có cái lỗ nẻ để chui xuống thì tốt biết mấy. Anh nhìn cô như thanh minh. Xin lỗi cô nhé, tôi nhầm. Những tình cờ nối tiếp nhau khi cô và anh lại gặp lại ở cổng trường đại học cũ. Hai người học cùng khoa, anh hơn cô hai khóa. Cô nhìn anh một hồi. Xin lỗi anh, chuyện hôm trước đã hiểu nhầm. Không sao, làm cho em hiểu nhầm cũng tại tôi.
Chắc trên đời không có tên trộm nào như tôi đâu nhỉ. Anh cười hiền nhìn cô. Thấm thoát thời gian trôi, cô và anh đã cùng đi chung trên một đoạn đường mưa nắng cuộc đời. Anh ít nói, sống nội tâm, còn cô lại luôn cười nói, vui vẻ. Dường như cô và anh là một cặp không thể tách rời. Những lúc cãi vã, giận hờn càng khiến cô yêu anh hơn. Cô hạnh phúc khi có anh song hành bên cô, nắm chặt bàn tay cô khi cô yếu lòng, là bờ vai cho cô dựa khi cô gục ngã và bật khóc. Còn với anh thì cô như tách cà phê sữa ngọt ngào làm ấm trái tim anh trong mùa đông lạnh giá. Anh thấy mình trẻ hơn, yêu cuộc sống hơn, nhìn mọi thứ giản đơn, lạc quan hơn trước từ khi có cô. Anh luôn muốn nhìn nụ cười kia nở trên môi cô, muốn che hết những giông bão trên đường đời để cô được bình yên bên anh. Chừng ấy thôi là đủ cho một tình yêu giản đơn nhưng không thể xa rời. Những ánh đèn thành phố đã sáng, anh dắt tay cô đi trên con đường quen thuộc. Nép vào anh, đặt bàn tay nhỏ bé của mình trong tay anh. Cô quên đi tiếng còi xe gầm rú, quên đi những âm thanh chát chúa, xô bồ, nặng nhọc của cuộc sống. Dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi bên anh, cũng khiến cô hạnh phúc và không muốn rời xa. Anh hãy nắm chặt tay em như thế này nhé, đừng bao giờ buông ra, vì nếu thiếu bàn tay anh thì em không biết mình sẽ đi về phương nào nữa. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô và mỉm cười. Ngốc ạ, em chính là phương hướng để anh đi tới, sao anh có thể từ bỏ được. Tiếng cô cười hạnh phúc, họ chuyện trò vui vẻ trên suốt con đường về nhà. Con phố hôm nay rực rỡ bởi ánh đèn hơn những đêm khác thì phải. Tình yêu và cuộc đời là hai vùng trời khác nhau nhưng vẫn thuộc về một bầu trời. Còn người ta không chỉ sống cho riêng tình yêu của mình, vì ngoài tình yêu còn có những mối quan hệ khác vẫn luôn song hành trong cuộc sống. Cô bước ra khỏi nhà, trong đầu vẫn còn nặng trĩu những lời nói của mẹ tối hôm trước. Con đã chấm dứt với nó chưa? Bố mẹ nhất quyết không đồng ý cho con cưới nó đâu. Mẹ, mẹ đã gặp anh ấy rồi, anh ấy có điểm gì không tốt đâu. Nhà nó xa nhà mình quá, bố mẹ không muốn con đi lấy chồng xa. Những lúc nhớ thương con thì biết làm sao. Và lại bố mẹ chỉ muốn con lấy được một tấm chồng tốt, cuộc sống đầy đủ để sống cho thanh nhàn sau này. Con hứa sẽ thường xuyên về thăm nhà, chúng con sẽ cố gắng để có cuộc sống tốt nhất. Hôn nhân dựa trên tình yêu thì sẽ làm được mọi thứ mẹ ạ. Quyết định là ở con, nếu con muốn không bao giờ nhìn mặt bố mẹ nữa thì con cứ làm theo ý con. Bố cô thở dài. Bố mẹ chỉ nghĩ tốt cho con thôi, đừng làm bố mẹ già rồi lại phải bận tâm, buồn lòng nhiều chuyện như vậy. Cô thu mình khóc lặng lẽ trong đêm. Nếu phải lựa chọn giữa gia đình và anh thì chẳng khác gì chọn giữa mắt trái và mắt phải, chọn giữa linh hồn và thể xác. Cô biết phải làm sao khi không thể giải bày cùng anh, khi không thể cùng anh giải quyết khó khăn này. Anh hẹn cô nơi quán cà phê quen thuộc. Anh đang chờ cô đến để dành cho cô một bất ngờ. Anh muốn cầu hôn cô ngay lúc này. Cô bước vào ngồi đối diện với anh, nhưng đôi mắt cười đã để quên đâu rồi. Em khóc cả đêm đấy à? Sao mắt em lại sưng thế kia? À không, hôm qua em dọn nhà bị bụi bay vào nên nói như vậy đấy. Anh tặng bó hoa hồng cho cô với niềm hạnh phúc vô bờ. Trái tim cô nghẹn ngào khi nhận tình cảm nơi anh. Nhưng ánh mắt cô không còn ánh lên niềm vui trọn vẹn, mà đâu đó ẩn chứa nỗi buồn. Cô ngập ngừng. Em không thể nhận lời bây giờ. Em làm sao vậy? Không lẽ em không tin tưởng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Trái tim em đã thuộc về anh rồi. Nhưng bố mẹ em không đồng ý chuyện chúng mình. Chúng ta cần thêm thời gian để thuyết phục bố mẹ em. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi và cố gắng. Anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chúng ta có cuộc sống tốt nhất sau này. Anh đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của cô. Dựa đầu vào vai anh, cô thấy nhói lòng. Chưa bao giờ cô lại thấy lúc gần anh nhất cũng chính là lúc xa anh nhất như bây giờ. Ngày mai của cô sẽ đi về đâu? Cô sẽ vẫn bước cùng anh hay chỉ một mình? Nơi đâu và khi nào mọi thứ trong cuộc sống mới cân bằng, mới trọn vẹn với cô và anh? Thời gian trôi đi, khi những bận rộn của công việc cứ cuốn lấy cả hai,
đặc biệt từ ngày anh tìm được chỗ làm mới. Anh mải miết chạy theo những công trình từ tỉnh này đến tỉnh khác, ngày đêm bận bịu với những dự án, còn cô cật lực làm để mong được nhận làm nhân viên chính thức của công ty. Những cuộc gặp mặt ngắn ngủi, những tin nhắn vội vàng và thưa dần trong những lúc áp lực, mệt mỏi. Bất chợt một buổi chiều, cô lặng lẽ đi dạo ở những nơi đầy ắp kỷ niệm của hai người. Cô thấy nhớ anh vô cùng. Ngần ngại rút điện thoại ra, cô băn khoăn có nên gọi cho anh không. Đã lâu cô chưa nghe giọng anh, cô nhớ anh lắm nhưng lại băn khoăn gọi cho anh hay không. Rồi tự dưng những lo lắng đâu đâu kéo đến xâm chiếm đầu óc cô, những giả thiết vô cớ xuất hiện. Giờ anh bận thì sao? Giờ anh có lẽ đang họp. Những tiếng thở dài thất vọng, cô không hiểu những gì đang diễn ra, đang xáo trộn trong tâm hồn cô nữa. Trước đây, cô mè nheo, vô tư với anh bao nhiêu thì giờ lại có khoảng cách xa bấy nhiêu. Điều gì đã khiến cô càng xa anh đến vậy? Lòng cô chịu nặng trong những câu hỏi, những nỗi buồn không thành lời. Cô đang rơi tự do trong thế giới riêng cô, nỗi cô đơn, điều cô chưa bao giờ cảm thấy từ khi yêu anh, giờ nó lại là bạn đồng hành với cô. Anh đang dần xa cô, không chỉ là khoảng cách mà còn trong tâm hồn. Những bế tắc, lặng im nhiều khi cứ vô tình làm người ta đau, làm người ta xa nhau mà không thể thốt thành lời để có thể sẻ chia. Dù còn yêu, nhưng sự lạnh lùng vô hình đã tạo thành bức tường giữa hai người. Những nghĩ suy, những cảm xúc lẫn lộn chiếm trọn tâm trí cô. Anh vẫn bên cô đó, nhưng sao cảm giác lại xa, lại không thuộc về bầu trời nơi cô đang đứng nữa, dù giữa hai người vẫn tồn tại tình yêu. Mỗi lần cô nhắn cho anh, đáp lại chỉ là lời hứa. Anh sắp về, công việc dạo này bận quá, anh đang cố gắng hoàn thành sớm, em hiểu cho anh nhé. Cô tự hỏi cả cô và anh đang cố gắng vì điều gì, hay chỉ ngày càng xa nhau, xa điểm xuất phát ban đầu. Những đêm không ngủ, cô trằn trọc riêng mình hay. Có lẽ cuộc sống và lòng người khi không thể dung hòa thì nó sẽ tạo ra những con sóng tự cuốn người ta đi lúc nào không hay. Cô cho mình và cho cả anh một cơ hội cuối trước khi rời xa anh. Chuông điện thoại reo, cô khẽ nói. Anh này, nếu giờ em muốn anh đến ngay bên cạnh em, anh có đến không? Em lại làm sao vậy? Đừng trẻ con nữa. Anh sao về được? Giờ anh lại chuẩn bị họp nhóm rồi, em ngủ sớm đi nhé. Anh nghe em nói một câu nữa thôi. Nếu là anh của ngày xưa thì anh sẽ không nói như vậy đâu. Em cũng biết anh đang bù đầu lên lo cho tương lai hai đứa. Em làm ơn hãy hiểu anh một chút được không? Giọng anh gắt lên phía đầu dây. Buông điện thoại, cô khóc nấc lên khi anh của cô đã thay đổi. Phải, vì cuộc sống mưu sinh, vì lo cho tương lai anh như vậy. Nhưng anh đâu còn quan tâm đến cảm giác của cô nữa. Lúc này cô cần anh, chứ không phải những thứ xa vời mà có khi không bao giờ tới kia. Công ty cô có kế hoạch điều động nhân viên vào chi nhánh trong Sài Gòn. Cô đã xin đi. Cô muốn đi xa nơi này, xa anh một thời gian để tìm lại bình yên trong lòng mình. Mẹ cô nhìn cô đầy xót xa. Con quyết định đi thật à? Vâng, ở đây làm việc cũng tốt mà, gần bố mẹ nữa. Con là nhân viên mới cũng muốn học hỏi thêm kinh nghiệm nên con xin đi mẹ ạ. Đừng có dối mẹ, gần đây mẹ thấy con hay buồn lắm. Con ổn mà, mẹ đừng lo cho con. Và thế là cô đi đến một nơi không có người quen, một nơi làm việc mới. Không còn một cô gái vui vẻ, nhí nhảnh, mà thay vào đó là mái tóc ngắn với phong cách vùi bụi. Cô muốn một lần thay đổi mình, muốn nhìn cuộc sống bằng một lăng kính khác để mạnh mẽ hơn trước những sóng gió cuộc sống đang đón đợi. Cô lạnh lùng giữa Sài Gòn nhộn nhịp, ồn ào. Cô lao vào công việc để quên đi mọi thứ. Cô làm cho mình bận rộn trong những bản kế hoạch và những con số. Những ngày nghỉ, cô đeo ba lô lên đi khám phá những địa điểm nơi mới. Mọi người trong công ty đã quen với hình ảnh một cô nàng tomboy với chiếc áo phông thùng thình và mái tóc ngắn luôn đi về về chỉ một mình. Cô thấy tâm trạng thoải mái hơn, như trút được những nỗi lòng đang vướng bận trước đây. Cuộc sống ban ngày trôi qua khi cô tự cho mình một kế hoạch dày đặc, không nghỉ ngơi. Còn khi đêm xuống, khoảng trống trong lòng cô ngày càng lớn hơn. Nỗi nhớ tự dưng ùa về, cô nhớ tiếng nói, nhớ khuôn mặt, nhớ bàn tay anh, và những giọt nước mắt lại lăn dài từng đêm.
Cô đang cho mình một khoảng trời riêng để quên anh, quên đi ngày hôm qua, hay cô đang chạy trốn, đến chính cô cũng đang mơ hồ. Anh trở về thành phố sau chuỗi ngày dài theo công trình, những gì cô để lại chỉ là một lá thư. Anh à, em biết công việc, sự phản đối của gia đình đang khiến anh cũng mệt mỏi như em. Nhiều lúc em tự hỏi chúng ta đang cố gắng hay tự hủy hoại tình yêu của mình. Chúng ta có đang đi quá xa hay không? Đến bao giờ mọi thứ mới thực sự yên ổn hay mãi chỉ bế tắc như này? Những lúc em cần anh nhất thì anh lại không bên cạnh em. Em biết mình ích kỷ khi đòi hỏi mọi thứ phải cân bằng, phải hoàn hảo, nhưng em còn lựa chọn nào khác đâu. Em không biết mình có ổn không khi rời đi như thế này, nhưng đó là liều thuốc tốt nhất với em. Em muốn những con sóng dữ dội trong em được bình yên trở lại. Chúng ta hãy cho nhau thời gian để biết ta cần nhau hay có thể buông tay. Hãy để em được tự do trong khoảng trời em đã chọn, anh nhé. Đừng tìm em, tạm biệt anh. Anh trách mình đã vô tâm, đã không quan tâm đến cảm giác của cô khi cô còn bên cạnh. Anh lặng lẽ chờ đợi, chờ cho lòng cô và cả lòng anh bình yên sau mọi chuyện. Nhưng anh tin duyên số là do trời định, còn phận sẽ do tình yêu mỗi người mà thành. Niềm tin không mất đi thì dù đi bao lâu và bao xa, những người yêu nhau vẫn sẽ quay về bên nhau, và anh tin như vậy. Ngày mai cô sẽ rời Sài Gòn, nơi cho trái tim cô một khoảng trời khác, để cô biết đã đến lúc cô quay về nhà rồi. Cô nghẹn lòng khi nghe giọng bố từ đầu dây bên kia. Về nhà đi con đi lâu quá rồi, bố mẹ rất nhớ con. Hạnh phúc của con sẽ do con tự lựa chọn, bố mẹ chỉ muốn nhìn con luôn tươi cười như con vẫn vậy thôi. Cô trở về với thành phố thân quen của mình. Mọi nếp sống vẫn vậy, con người cũng vẫn vậy. Xà vào lòng mẹ, những giọt nước mắt cô rơi trong ngày đoàn tụ. Đôi mắt bố cũng đỏ hoe, vỗ về cô như ngày cô bé thơ. Gia đình, nơi bình yên nhất, cuối cùng cô cũng đã trở lại. Đôi bàn tay mẹ vuốt tóc, lau nước mắt cho cô, bà nghẹn ngào. Con gầy đi nhiều quá, bố mẹ biết đã không đúng khi cứ cố chia cắt hai đứa. Sau ngày con đi, Hải Đăng thường xuyên đến đây. Nó cũng buồn khổ lắm khi con không liên lạc gì. Bố mẹ biết nó rất yêu và lo lắng cho con. Giờ hai đứa sống hạnh phúc là bố mẹ vui rồi. Cô gục đầu vào vai mẹ mà khóc ngon lành như đứa bé. Con đường quen thuộc mang hơi lạnh của mùa thu. Hàng cây bên đường cũng rùng mình xào xạc thay lá. Anh nhìn sâu vào mắt cô. Anh xin lỗi vì đã không chịu hiểu cảm giác của em. Em đi rồi anh mới thấy mình khổ sở nhường nào vì nhớ em. Thời gian đã cho chúng ta câu trả lời rồi. Em đã xa anh nhưng không thể thiếu anh bên cạnh. Còn nữa, hãy hứa với anh đừng bao giờ thay đổi ngoại hình vì ai khác ngoài anh nhé. Em hãy đanh đá, ghét anh như lần đầu anh gặp cũng được. Nhưng xin em đừng bao giờ làm mình bị tổn thương lần nữa. Cô cười ngượng ngùng và hạnh phúc nhìn anh âu yếm. Anh quàng chiếc khăn mỏng cho cô, nắm chặt bàn tay cô, luồn vào ngón tay cô chiếc nhẫn mà anh đã muốn cô đeo nó từ lâu. Giờ thì đừng buông tay anh ra nữa nhé. Anh sẽ cùng em đi qua những mùa thu, dù sau này chúng ta có già đi nữa. Bạn thân mến, tình yêu một phía thì không bao giờ trọn vẹn. Vậy nhưng chuyện tình yêu không phải lúc nào cũng là chuyện của hai người. Có khi ta thương một người bằng cả tấm lòng, rồi họ lại hướng về ai khác bằng cả trái tim. Nhưng chớ trêu thay, ai khác đó của họ cũng lại hướng về một người khác nữa. Người ta cứ mải mê đuổi bắt cảm xúc mà không một lần ngoảnh lại xem có ai đó vẫn đang dõi theo mình, vẫn đỏ mắt chờ mình ngoảnh lại chỉ một lần. Trong chương trình của tuần này, mời bạn đến với một truyện ngắn viết về tam giác tình yêu như vậy. Tôi vẫn trốn trong những mùa thu vàng, từ lúc hơi sương còn im lìm trên lá, tới tận khi phố phường chỉ vang tiếng chổi đêm. Thu qua đã quá nửa, hoa sữa chẳng ngạt ngào, thay vào đó là gió lạnh từng đợt ùa về. Căn gác nhỏ của tôi cũng thêm phần lạnh lẽo. Bao nhiêu năm mà cái chấp niệm một thời tuổi trẻ sao vẫn chẳng thể nào quên. Người ta bảo
thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, mà những năm tháng qua có phủ được ít bụi nào lên hình bóng ấy. Những năm tháng qua có làm vơi đi được chút nhớ nhung nào trong con tim khốn khổ này? Những câu hỏi tự hỏi mình, tự trả lời rồi tự đau. Nỗi nhớ vẫn ùa về mỗi đêm, như mỗi cuối thu họa mi lại trắng ngần giữa phố. Đêm dần trôi trong gió bấc, tôi khẽ cựa mình, nghe cái gì nứt vỡ nơi ngực trái. Tôi đi vào một ngày cuối thu, lặng lẽ, không có người đi tiễn. Nó bình lặng như chính những đêm một mình nằm nghe gió chờ. Khi tất cả đã say giấc nồng, duy chỉ có người còn thức mới biết gió dữ dằn tới mức nào. Ruột gan đều bị xới tung lên quặn thắt. Ngày đi, mẹ khóc nấc, chẳng muốn đứa con lang bạt xứ người, rồi đâu nhỡ biết bao giờ mới trở về được bên vòng tay mẹ. Cũng tại có lần xem tivi, mẹ thấy có người đi xuất khẩu lao động, bị tai nạn bỏ mạng nơi đất khách quê người, đến đưa xác về còn khó nên sợ. Mẹ vừa khóc vừa cản. Mày ở nhà mà làm rồi lấy vợ, việc gì phải đi tận nước nào, cũng chẳng còn trẻ nữa, đi mấy năm già khú ra đấy ai thèm lấy. Sang đấy nhỡ làm sao mẹ sống sao nổi, tiền không kiếm nhiều thì kiếm ít, cũng có sao đâu. Tôi an ủi, con đi làm có gì mà mẹ khóc, xa thì cũng xa hơn được mấy lần, đi máy bay có mấy tiếng là về, khác gì con từ Hà Nội đi xe khách về nhà đâu. Nước người ta phát triển, còn văn minh hơn cả nước mình, mẹ lo mà làm gì. Con đi mấy năm kiếm ít vốn rồi về, ở giết bên mẹ, có đuổi cũng không đi nữa. Đến thế rồi mẹ cũng chỉ biết im lặng, nước mắt ngắn dài nhìn tôi đi. Chẳng cho cả mẹ lên tiễn, tôi một mình xách vali xuất cảnh. Tôi thật cũng chẳng muốn sang tận xứ người, một mình giữa nơi không thân không thích, đến tìm một người nói được một câu tiếng mẹ đẻ còn khó như thế. Nhưng rồi cũng cố dằn lòng cất bước ra đi. Có đi, đi xa như vậy, may ra tim mới gắn lành. Nói mẹ là vậy, mà ngồi chờ ở sân bay nước mắt cứ trực trào. Thương mẹ và nhớ người ta. Tiễn tôi đi chỉ duy nhất một dòng tin nhắn: anh đi mạnh giỏi. Tôi đọc, lòng được an ủi phần nào nhưng không trả lời. Họa mi trắng muốt trên những gánh hàng rong, dưới cánh phi cơ còn đọng đầy sương sớm. Ở xứ người, tôi lao vào làm việc, hết làm chính lại làm thêm. Không phải vì bất chấp tất cả để kiếm tiền, mà là vì tôi không muốn mình rảnh rỗi. Ngày đi, mục đích chính của tôi cũng chỉ là để quên. Mẹ thì chẳng biết điều đó, chỉ có duy nhất một người biết được. Còn dư một khắc, tôi lại nhớ người ta một khắc. Nhớ người ta một khắc, tim tôi lại nhói một lần. Có phải là sắt đá đâu mà không biết đau. Con tim tôi chẳng biết đã nát thành bao nhiêu mảnh vỡ, vậy nên trốn được khắc nào hay khắc đó, mong ngày trở về, nó sẽ thôi đau. Tôi đau không phải là vì tình yêu tan vỡ, hay đúng hơn là tôi chưa có tình yêu để mà tan vỡ. Là mình tôi thương, để rồi mình tôi đau. Tôi không trách người ta, tôi cũng không có lý do gì để mà trách người ta cả. Tình cảm của người khác đâu có thể nguyện theo ý mình. Chỉ là do tôi không thể quên, nên con tim còn khắc khoải. Để quên một người chưa bao giờ là một việc dễ, bởi niềm thương khi đã ăn sâu vào trái tim sẽ nằm mãi ở đó đến chai sờn. Niềm thương của tôi cũng vậy. Tôi thương người ta âm thầm, còn em lại âm thầm bên tôi. Tôi với người ta học chung một lớp, rồi thân từ ngày nào. Cái thời sinh viên không bao giờ muốn quên ấy đã nuôi lớn niềm thương trong tôi, để đến lúc ra trường, nó đã lớn chẳng thể bứt rễ lên được nữa. Có điều là tôi chưa thổ lộ. Chúng tôi vô tư bên nhau, vui vẻ bên nhau theo đúng nghĩa của những người bạn thân, chỉ có ánh nhìn của tôi là khác. Dần dà người ta cũng biết, ánh mắt của một kẻ si tình chẳng thể qua nổi sự tinh tế của một cô gái thông minh. Và một cô gái thông minh biết cách để giữ gìn một tình bạn đẹp khi hai người chẳng thể tiến xa hơn được nữa. Đơn giản là tình yêu không xuất phát từ hai phía. Một bức vách vô hình kìm tôi không thể vượt qua giới hạn của tình bạn kia. Sau ngày ra trường, khoảng cách đó càng xa. Tôi vẫn im lặng theo sự rộng dài của ngày tháng.
tựa hồ như niềm thương đã bị phủ một lớp bụi mờ. Người ta cũng tìm thấy cho mình một bờ vai để dựa. Tình bạn của chúng tôi vẫn đẹp như thủa còn ngồi trên ghế giảng đường. Lý trí giữ tôi không bao giờ đi quá giới hạn, nhưng con tim vẫn âm thầm đau. Tôi dành riêng mình nỗi nhớ. Thương mà, mình tôi đau là đủ. Tôi học cách hạnh phúc khi nhìn thấy người ta hạnh phúc, cũng như học cách thích cúc họa mi vì người ta thích cúc họa mi. Một màu trắng muốt tinh khôi mà đẹp đến nao lòng. Mùa đông năm đó, mỗi ngày lại có một bó cúc họa mi được đặt trước cửa nhà của một người con gái. Em trách tôi sao mà ngốc quá, lụy tình đến mức dại khờ. Tôi cười trừ, kệ anh. Vậy rồi em vẫn là người mua từng bó cúc họa mi hay thay tôi đặt trước cửa nhà người ta mỗi khi tôi bận? Em bảo chỉ là em thích cúc họa mi thôi, chứ không phải giúp một kẻ ngốc nghếch như tôi. Mỗi lần như thế, em đều quay mặt đi, tránh ánh mắt của tôi và giấu cả một điều gì nữa. Em cũng dịu dàng như đám cúc vậy, trắng muốt và tinh khôi. Cũng thật lạ, ông trời run rủi đẩy ba kẻ cùng thích họa mi lại với nhau. Thương nhau nhưng chẳng có niềm thương nào cùng hướng về một hướng cả. Em cũng thích tôi, tới mãi sau này tôi mới biết. Sau khi ra trường, tôi xin vào làm ở một công ty ngoài Hà Nội. Em cũng vào làm không lâu sau đó. Tất cả ấn tượng chỉ là một cô bé nhỏ nhắn và dịu dàng. Rồi không biết từ bao giờ, tôi đã kể em nghe về những câu chuyện mà tôi vẫn luôn giấu kín, về người con gái tôi thương và về cả mối tình đơn phương của mình nữa. Em lặng lẽ lắng nghe mỗi lần tôi kể, không trách móc hay khuyên nhủ quá nhiều nhưng lại khiến lòng tôi nhẹ bớt. Tôi kể, em nghe cứ như một lẽ tự nhiên mà ắt nó phải diễn ra như vậy. Em hiểu tôi, biết tôi cần gì và biết cách làm cho con tim tôi không còn những khắc khoải. Có một người tri kỷ đúng là ân huệ lớn nhất mà ông trời dành cho mỗi người. Từ ngày biết em, tôi ít dần những lần cô đơn trong nỗi nhớ. Cả em và người ta đều thích cúc họa mi. Thời gian cứ trôi, tôi vẫn còn trong lòng niềm thương dành cho một người con gái. 3 năm, cái tình cảm ấy cũng chẳng ít đi chút nào, dẫu tôi biết rằng mình không còn cơ hội. Chỉ khác là tôi có một người để sẻ chia, mỗi lúc nỗi nhớ dành lên khắc khoải. Tuổi xuân của tôi cứ thế trôi qua trong sự mỏi mòn ngóng trông của mẹ. Mỗi lần về quê, mẹ lại giày la đến tội. Gần 30 tuổi đầu rồi mà mày cứ để mẹ ngóng con dâu như ngóng chợ. Mày xem bạn bè mày chúng nó con bồng con bế hết cả rồi, có ai như mày đâu. Thế mày định để mẹ khuất rồi mà không được nhìn mặt cháu đấy hả? Tôi chỉ cười. Mẹ còn khỏe, còn sống với con cả đời, lo gì cháu bế, con vẫn còn trẻ mà, ắt rồi kiếm dâu về cho mẹ. Giết rồi mẹ cũng không nói nữa, lại đi kể với xóm giềng, cứ than trời sao mà số khổ. Tôi cũng chỉ biết nhìn mẹ cười, rồi giấu niềm đau vào trong ngực trái. Đôi lần tới tối, tôi lại nhắn tin cho em kể vài điều buồn bã. Sao anh không yêu lấy một ai khác để mà quên người ta đi? Có lần em hỏi lại, kể mà quên được, anh đã chẳng thế này. Như thế là anh làm tội mình, tội mẹ, tội cả những người khác nữa, anh biết không? Lần đó tôi đã không hiểu hết được những điều em nói, chỉ thấy con tim gắn lên một vài vết xước. Tôi không nhắn lại, chẳng biết phía em có giọt gì rơi trong lòng không nữa. Sau lần đó, ánh mắt em nhìn tôi có điều gì khang khác, chẳng còn trong veo và hồn nhiên như trước nữa. Vẫn chia sẻ cùng tôi, lắng nghe tôi, nhưng có những sợi buồn vương trên đôi mắt. Tôi cũng buồn muốn bỏ đi tất cả. Người ta sắp cưới, vậy là chút hy vọng cuối cùng cũng tan theo giọt nước vỡ trên bờ mi. Ngày cưới người ta tôi không đến dự. Tôi cùng em lang thang trên những con phố Hà Nội. Lần đầu tiên tôi say, say quên trời đất. Một tuần sau, tôi xin nghỉ việc. Em bất ngờ. Sao anh lại nghỉ việc? Anh sẽ đi xa một thời gian. Xa là ở đâu? Nhật Bản. Vì chị ấy. Anh cũng không biết, chỉ là anh thấy mình cần phải đi. Bao giờ anh đi? 2 tuần nữa. Rồi bao giờ anh về? 2 năm hoặc 3 năm, anh cũng chưa biết nữa. Em im lặng không nói thêm gì, đôi mắt ngấn buồn nhìn về hướng xa xăm.
Tôi quen anh từ khi vào công ty. Tôi là nhân viên mới, còn anh là người quản lý. Những ngày đầu, tôi ấn tượng với anh bởi cách làm việc và cả cách đối xử với nhân viên nữa. Trong công việc, anh luôn luôn nghiêm túc, còn với nhân viên thì ân cần và tận tình chỉ bảo. Với một con bé mới ra trường như tôi thì thật chẳng có gì tốt hơn thế. Chỉ có điều, tôi nhận ra rằng sâu trong đôi mắt anh lúc nào cũng có một nỗi buồn khó có thể giải bày ra được. Có đôi lần tò mò tôi hỏi, rồi anh cũng kể tôi nghe về những nỗi buồn đang ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Tôi không ngờ anh lại cố chấp trung tình như vậy, một niềm thương lớn dần trong trái tim tôi. Những ngày anh buồn rười rượi, tôi không giúp được gì, tôi cũng thấy lòng mình gợn vài con sóng. Tất cả những gì có thể chỉ là lắng nghe anh kể, lang thang cùng anh trên những con phố dài thơm mùi hoa sữa. Tôi không biết khuyên anh gì cả, cũng chẳng đỡ khuyên anh từ bỏ chấp niệm của mình, bởi tôi biết từ bỏ một thứ đã in đậm trong lòng là điều vô cùng khó khăn và đau khổ. Chị ấy thực sự là hoàn hảo, thực sự đáng để anh nặng lòng như thế. Chỉ có điều... Anh kể chị ấy thích cúc họa mi, và anh cũng yêu họa mi từ đó. Tới mùa họa mi nở, anh lại âm thầm đem những bó hoa trắng muốt tới nhà cho chị với tất cả chân thành. Anh bảo miễn là cô ấy vui, anh sao cũng được. Tôi trách anh sao mà ngốc quá, bị tình đến vậy chỉ khổ anh thôi. Anh chỉ cười xòa. Vậy rồi chính tôi lại giúp anh đem những bó cúc ấy đến nhà cho chị. Tôi cũng ngốc như anh vậy, biết là làm mình đau nhưng vẫn cố làm. Con người thật là lạ, có lẽ tôi đã thương anh. Rồi một lần dằn lòng không được, không muốn thấy anh mãi chìm trong mối tình đơn phương vô vọng, tôi gặp chị. Chị biết anh ấy thương chị. Chị biết. Vậy còn chị? Cậu ấy rất tốt, là một người bạn tuyệt vời. Chị thấy hạnh phúc khi có một người bạn như vậy. Nhưng tình yêu lại khác em ạ. Có những người rất tốt với mình, nhưng mình lại không yêu. Có những người làm mình khổ, nhưng mình vẫn không sao từ bỏ được. Chị cũng không muốn tình bạn này tan vỡ vì bất cứ lý do gì. Chị sắp lấy chồng rồi, hy vọng cậu ấy sẽ hiểu. Tôi ngồi lặng, lòng cũng bộn bề những suy nghĩ. Hồi lâu chị hỏi lại, em thương cậu ấy. Tôi hơi bất ngờ, luống cuống che đi vẻ ngượng ngùng. Nếu em thương cậu ấy, hãy tiến tới với cậu ấy. Vì chính em, vì cậu ấy, vì cả chị. Đừng để giống như cậu ấy, rồi khổ cả hai người. Tôi về trong những mông lung vô định. Ừ, tôi thương anh, còn anh thương chị. Chị lại thương một người khác. Biết làm sao đây? Ngày chị cưới, anh say mềm. Bất ngờ anh xin nghỉ việc. Tôi luống cuống tìm anh. Anh bảo sẽ đi xa, thật xa. Lòng tôi nặng trĩu. Ngày anh đi, tôi không dám đi tiễn, sợ cầm lòng không được. Chỉ nhắn cho anh một câu, anh đi mạnh giỏi. Đến cuối cùng, vẫn là tôi làm khổ chính mình. Những ngày tháng ở xứ người, công việc cũng khiến tôi dần nguôi ngoai về người ấy. Niềm đau có lẽ đã đành, chỉ còn là vết sẹo. Đôi lúc tôi chợt nhớ đến em, nhớ về những lần em bên tôi trong những ngày gió trở, những ngày lòng nặng trĩu ưu tư, nhưng nhờ có em mà lòng tôi nhẹ bớt. Chẳng biết giờ này em ra sao, có còn lang thang trên những con phố thơm mùi hoa sữa, có còn ôm những bó họa mi trắng muốt khi đông về. Tôi chợt nhận ra rằng quê nhà đang mùa hoa cúc. Đã lâu rồi tôi chẳng còn tâm sự cùng em. Một nỗi nhớ dâng đầy con tim nơi đất khách. Từ bao giờ tôi nhớ mẹ, nhớ em hơn người ấy. Một ngày đầu đông, tôi bất ngờ nhận được một dòng tin nhắn. Này cậu, sao rồi? Cậu có biết có người thương cậu lắm không? Đừng nói là cậu đấy nhé. Đồ ngốc, người ta chồng con rồi, thương cái gì? Hà thương cậu nhiều lắm đấy biết không? Lo cho người ta đi, bận lòng chi tớ. Sao cậu biết? Chỉ có kẻ vô tâm như cậu mới không biết. Đi bao lâu như thế mà chẳng hỏi han người ta câu nào. Ngày xưa người ta lo cho cậu như thế, vậy mà đi biệt tăm biệt tích chẳng đoái hoài gì. Cậu đúng là đồ vô ơn mà. Về đi, đừng để người ta chờ đợi mỏi mòn như vậy. Thanh xuân đâu còn bao ngày nữa. Rồi cậu gửi cho tôi những lần nói chuyện của hai chị em. Thật chẳng ngờ vì tôi mà em hy sinh nhiều đến thế. Tôi thật là kẻ không ra gì. Tôi có lỗi với em nhiều quá. Đời người,
tuổi trẻ được bao lâu, thanh xuân dài mấy chập, ấy vậy mà có kẻ lại hoang phí nó đến dại khờ. Cả tuổi thanh xuân vì một mối tình thời áo trắng mà bỏ quên đi bao thứ, bố mẹ, gia đình, bản thân cả tuổi xuân của những người khác nữa. Tôi sai rồi, ký ức dù đáng nhớ nhưng cũng không nên giữ mãi trong lòng. Vì người, vì mình và vì em, tôi sẽ quên, sẽ để nó chỉ là một kỷ niệm đẹp khi nhớ về hay kể cho em nghe. Tất cả đều có thể mỉm cười. Tôi nợ em một đoạn đường tuổi trẻ, nợ em một lời xin lỗi, cũng nợ cả thanh xuân của mình một lời xin lỗi. Đợi tôi nhé, mùa cúc họa mi này, em sẽ có những bó hoa của riêng mình. Quãng đường sau này tôi bù đắp lại cho em, được không? Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnmplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.